tiếng này đang gặp lỡ. Chuyện về đời phía ai này đang chuyện đi đâu với em. Nếu em là nơi an toàn nhất rồi. Thank you.
Thank you.
với mọi người, hãy vươn trời còn những phút mơ. Như vậy được rồi, phải chia tay thôi. Yeah.
không tin tâm linh không được. Rồi, để cho đây thức ăn. Every single day.